Đúng rồi. Ê, đúng rồi. Này. Còn nốt miếng nữa. Rồi xong cho con này. Đấy, muốn ăn trứng ngon lành luôn. Đúng rồi, trứng phải lột rồi mới ăn được như thế con nha. Chứ không phải ai nguyên quả trứng đâu, quả trứng sao mà ăn. Đúng không? Con khát nước hả? Đây nước không? Đây này, uống đi. Ủa khát nước, ngồi thẳng người đấy, ăn trứng nó khát nước ấy.